hoàng Tấu Vương cô tên gọi đại đại hoàng, thông minh chính trực chính đàng đàng việt đời. Hoàng thân cần cánh chúa tiên trung vương, ca lăng thân giờ âm tử bi mất mất chúng sinh cô ngã kim đỉnh lễ khai quang và dự từ chung văn sớ dâng lên kim ngân sơ đẹp dâng lên cô về thủ đô chép biên rõ ràng phê cho để trường sinh trường sinh phê cho đệ tử trường sinh chư phu chư quỳ khang linh thọ trường phê cho giúp mạch đôi đường.
hát một nhà con hiền khánh ngọc mặn lá xanh trốn quyên thành hướng ra khấn ni vai thân sao xa đôi vị phu nhân nhân ý mơ màng tăng dân quê phòng loạn sực sực tình tình đốt nhang trầm một đỉnh đỉnh dâng lên ban khen ban thưởng cho đùng đền chủ nhang là Trân Quang Tĩnh Điện nhé. Long Vân Khánh Hội Cát Nhật đương thời đầu xuân thiên thủ ngày hôm nay họ Nguyễn Chí thiết lòng thành tu thiết lễ vật nhang hoa kim ngân tờ vàng cánh sớ tờ đơn lá trạng để thỉnh Phật tuyên kinh cung minh đỉnh thần tam tứ phủ tiến cống sơn trang bái đạo thiên quan nhiên khao hôn bộ bá chí cô hồn nhé. Họ Nguyễn Trúc Thánh ngự đồng bắc kế cô ngồi làm ngôi cô ngự quyền cô phép cô về cô giáng đền giáng phủ cô chấp tờ giấy lá sớ trên cô thượng tấu về đế đình dưới cô hạ trình năm cung có nhờ các cung các sở để bảo hộ cho gia trung họ Nguyễn được lộc tài vượng tiến nhân khang vật thịnh các ún các tiểu hiếu thảo chăm ngoan học giỏi trong chốn gia trung được thiên thuận dưới hòa mạnh khỏe bình an có ngân có xuyến để trên lo việc thánh dưới gánh việc gia trung nhỉ. Cô lại có nhờ mấy đức thượng từ kiếp bạc đức vương phụ đức vương mẫu đức vương tử đức vương nữ đức vương tế đức vương tôn cặp đức ông trung quân phò mã đại vương yết kiêu giã tượng nhị vị thánh bà cặp đức chúa cô trần cung phi quản lĩnh thống lĩnh hội đồng các quan này. Độ và luyện cho họ Nguyễn ghế cô được tâm vui miệng hạ tá khẩu thông truyền được đồng khôn bóng ngoan đồng đoan trang có lịch sự được cao thế ấn giỏi thế quyết đồng ngân nhàng bắt ngàn để từ trên đi cứu dân độ thế cứu tử độ sinh. Cô ban danh ban diện ban quyền ban phép cho họ Nguyễn ghế cô được cứu nhà nào đắc đạo nhà đấy nhỉ. Cô lại ban khen ban thưởng cho đồng đền chủ nhang bản tự. Cô ban khen ban thưởng cho các đồng đền chủ nhang nhỉ. Cô ban khen cho các đồng quan lính thánh đồng anh lính chị tay quỳnh tay quế tứ trụ hầu dâng cung đàn tiếng hát. Cô ban khen cho bách gia trăm họ lộc nhà nào đấy. Ha. Tan giấc quê phòng loan sực tình đốt nhang trầm môi đỉnh dâng côi xuất trình cô kêu cầu cho bó công sinh thành ra